chúc Linh ơi. Chị Linh còn cái ngọt ngon chúc con bạn cái ngọt 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 chào mọi người. Bảo Ngọc đang ở Gia Lai nha mọi người ơi. Bảo Ngọc đang thực hiện dự án Tết Hạnh Phúc của mình tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Con ra Gia Lai nha, cô Ngọc sẽ cho con một cái. Đúng rồi, tại vì hôm nay là lịch trình dày đó, nên là Ngọc phải đi liên tục để đến đủ 4 địa điểm để phát quà cho mọi người. Hai Tuyết. Hiện tại thì Ngọc đã đi đến Chư Sê rồi nha mọi người. Chứ không mà không đau hả? Lên Gia Lai, Bảo Ngọc sẽ cho hai cái nha. Cô Ngọc chào các con. Cảm ơn hỏi chị. Xin chào mọi người, thì hiện Ngọc. Chư Sê tỉnh Gia Lai á cả nhà ơi. Mọi người cùng lan tỏa hình các hình ảnh này đến mọi người để các mạnh thường quân và các nhà tài trợ có thể nhìn thấy được và đến đồng hành và chia sẻ cùng bà con nha mọi người. Đây là các quà tặng mà đoàn từ thiện hôm nay chuẩn bị cho bà con. Đây là hình ảnh Bảo Ngọc. Ô cô cho con hỏi đây là thị trấn nào cô? Thị trấn Chư Sê. Dạ, xã. À, hiện thì Bảo Ngọc đang ở thị trấn Chư Sê luôn nha mọi người. Nếu mà ai gần thì có thể đến cùng Bảo Ngọc thực hiện chương trình luôn nha. Cho đông vui nè. Cảm ơn con. Hiện tại mọi người đang gấp rút thực hiện các bước để trao quà cho bà con và các em. Cái này là hình như là nhà thờ đúng rồi á mọi người. Tại vì mình lần đầu mình đến mình cũng không biết rõ khu này là khu nào nữa. Cho em hỏi cái này là nhà thờ gì á chị? Nhà thờ Mỹ Thạch. Mỹ Thạch. Em cầm đơn lát nữa. Dạ cái này em đang nghe cái này nên.
Cái này Ngọc đang ở nhà thờ Mỹ Thạch, thị trấn Chư Sê nha mọi người. Một lát nữa đó ha. À chúc có photo luôn, chúc có thể chụp hình. Con có photo rồi, con chụp luôn cho Sơn với ổng học ha. Rồi chúng tôi con gửi hình lên cho Sơn. Dạ. Không không cần Sơn chụp riêng đâu. Chụp chung với chụp riêng. Chụp đi rồi Sơn muốn sao Sơn cứ nói đi, em mới chụp. Chị Ngọc thì là địa điểm ở chị Sơn hiện bảo Ngọc sẽ phát 2 tiếng đồng hồ nha mọi người. Rồi bảo Ngọc sẽ di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Nếu mà mọi người gần đây thì mọi người có thể đến tham gia cùng Bảo Ngọc nha. Ngọc đó nghe này. Em bé à mọi người. Cắm vô luôn. Cô Cẩm ơi, địa điểm tiếp theo là mình chưa gì cô Cẩm? Địa điểm tiếp theo là chưa gì? Cái này cũng là chưa xe luôn rồi, nè. Rồi, tiếp điểm thứ 3. Cũng trên một tiếng. Giờ cô còn hỏi cô bù cô nhớ lát nữa cô hả? Dạ. Đây. Em mua cô hổng cô gửi cho con rồi đó. Mà vậy thì họ đâu trên kia luôn rồi. Con tên là Nhật á, con Phật. Sẽ đến Chư Rông và Chư Á nha mọi người. Địa điểm thứ 3 là Chư Rông và địa điểm cuối cùng là Chư Á nha mọi người. Còn hiện tại thì Bảo Ngọc đang ở Chư Sê. Bảo Ngọc rất là thấp. Dạ rồi, mình làm thêm ngược kiểu khác nữa đi. Thì Bảo Ngọc đã ở Chư Sê Gia Lai, đúng rồi bạn ơi. Xin chào cả nhà nhiều nha. Đây là live stream. Bảo Ngọc đang cô đọc khi đang phát thực hiện ở Gia Lai nha mọi người. Bảo Ngọc đang bị ghẻ lạnh ở Gia Lai. Mơ ăn cơm rồi.
Rồi mấy đứa ơi, chụp hình với Hồng Tâm với em mấy đứa ơi. Thì hiện tại không khí rất là nhộn nhịp mọi người ơi. Mọi người hãy vào cùng tương tác với Bảo Ngọc nha. Tại vì hôm nay là mình có một cái lịch trình rất là dày á, nên là mình sẽ đi theo lịch chứ mình không thể đến những cái khu vực khác, các mọi người thông cảm nhiều nha. Khi nào có cơ hội thì Bảo Ngọc sẽ đến những địa điểm còn lại. Em bé miền núi rất là dễ thương luôn mọi người. Thả thêm đi. À, đẹp quá. Ok. Thả thêm đi. À, bye bye chị đi về nhà con nha. Trời ơi. Một, hai mươi cân, hai mươi cân tim. Nè, chị nói nhận này nhà thờ gì em? Nhà thờ Mỹ Thạch. Mỹ Thạch. Ngọc đây ở nhà thờ Mỹ Thạch Gia Lai nha mọi người. Nhà thờ Mỹ Thạch ở Chư Sê Gia Lai. Chị ơi. Mọi người bình thường mình vẫn là chân dài, chỉ ngắn mà bữa này đứng bên đây thấy không dài lắm. Vâng, đứng yên. Em cười quá, đổ vào. Dạ. Trời ơi. Đạo diễn á. Đi ra đây đổ em một gạo với một mì. Mở thẳng ra đi. Đẩy ra đây hỏi gì bỏ con đi trước đi. Không mở thẳng ra đi đây nè. Chị Linh ơi, con nhờ Sơn này cho con chụp hình với cái bản này tiếp. Chị Linh ơi, chị Linh nhờ cô cảnh vô cho cô cảnh chụp, nhờ mấy sơ ra chụp cái Ngọc cho các bạn này. Dạ, đứng ở đây cho Ngọc. Đưa cái bảng đây. Dạ, đứng vô mấy chỗ. Dạ, cái này, dạ. Chỗ đây. Dạ rồi, từ từ. Chị kêu Ngọc giùm em cái chị. Kê chuẩn bị vô trao qua quay cái trao bảng. Ngọc ơi, vô quay trao bảng. Nè chị lên, chị lên này. Không lẽ lắm, tụi con làm lẽ. Dạ. Chờ sơ. Hai người ngồi xe lăn đó. Dạ lấy rồi. Hai người xe lăn ngoài á, đây là các vật phẩm mà Bảo Ngọc sẽ trao tặng cho mọi người hôm nay.
Chúc nhớ. Mình tại Bảo Ngọc đã cao 1m86 rồi nha mọi người. Vô xuống mắt nữa nè. Đúng rồi. Phát sinh thôi nhưng mà cũng muốn là người dân ở các miền núi đặc biệt là những người dân mà đang bị phong tỏa mà điều mà mình rất là đặc biệt để mình có thể là lan tỏa thông điệp power building đây. Ủa cái hiệu ứng trên TikTok là hiệu ứng TikTok là nhắn nào anh? Em không có biết nữa. Tại sao lại phải bánh tính ở phòng cháu mà phải học lớn luôn mà. Ở đây cái kiện đẹp quá. Rồi, bao bên đây nè. Mà còn mấy hết không hỏi. Dạ mà gạo với mì đó là đủ không? Đi hai bên. Cứ lên đây đi Ngọc. Kêu đi đến muôn nơi nè mọi người ơi. Hiện tại Bảo Ngọc đang có mặt ở tỉnh Chư Sê. Mục tiêu của Bảo Ngọc là lên tới 1m9 nha mọi người. Mọi người ơi hãy cùng comment để mọi người cho con xin bị tay rồi. Không hiểu đâu. Ý là vậy nè, nói gì cho mọi người. Hiện tại thì đang trao quà cho mọi người. Đúng rồi, Bảo Ngọc đang ở Gia Lai nha mọi người, đang ở quận Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Thì mọi người sẽ đi từng nơi, di chuyển từng nơi, từng nơi, và cũng sẽ có được nhiều món ngoài khác nhau. Phía bên kia là mì nhói, thì mọi người là miếng, đường, ai gần Chư Sê thì đến tham gia cùng Bảo Ngọc nha mọi người, để cùng giúp đỡ cho bà con nha. Em chào chị Hạnh, cái gì nếu mà chị muốn thì chị đến bỏ chút thời gian đến mọi người nha. Hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ các dự án của Bảo Ngọc nha mọi người. Nhưng cái chỗ nhà thờ Mỹ Thạch ở Chư Sê nha mọi người. Cảm ơn chị Mỹ Hạnh nhiều ạ. Cái gì? Chị nói gì? Ý là cái
thì like không nữa thôi, rồi quay TikTok. Cái được 10.000 like vậy. Xin chào mọi người. Rồi đi lại đi, kẹt hạ rồi. Không biết mọi người giờ này có mọi người có ai còn có... Hiện tại thời tiết cũng đang ấm chứ không có lạnh lắm á mọi người. Vì Ngọc cũng vận động khá nhiều á nên là cũng không lạnh lắm. Mọi người có ở gần chia sẻ hãy đến tham gia cùng Bảo Ngọc nha. Hiện tại thì bà con còn đang chờ khá đông tại vì mình xếp hàng lần lượt để nhận quà. Chị nhận quà chưa chị? Chị tóc vàng ơi, chị nhận quà chưa? Chị chưa mà chị đang đi kiếm sơ mà chị không thấy sơ ở đâu. Ủa sao chị đeo khẩu trang mà chị còn sơn môi nữa vậy? Chị có đánh má hồng. Hiện tại mọi người đang ráo riết để trao quà cho bà con. Tại vì bây giờ thời tiết nắng nhưng mà thời tiết khá là mát mẻ nên là mọi người không có nắng lắm. Bà Ngọc khá là lật đèn đúng không mọi người, nên một bao rất là bự. Hồi nãy cái clip mà mấy em đã đến anh ở ngoài là đúng không? Mấy chị Linh á. Cho em tắt mình tích tóc nha. Em giờ cho mượn cái điện thoại chị nó có clip em bé. Mọi người ơi, hiện tại thì mình sẽ up live này nha. Khi nào đến địa điểm tiếp theo mình sẽ live tiếp nha. Tại vì bây giờ mình sẽ chuẩn bị các nhiệm vụ tiếp theo. Ủa này tắt sao trời?